Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của Đào Gia. Đây mình sẽ hướng dẫn lại cách đấu lối khi nhận tủ của bên mình các bạn nhé. Đầu tiên khi các bạn nhận về thì các bạn đấu cho mình 3 pha lửa ở đây. L1, L2, L3 là 3 pha lửa và thêm một pha nữa là pha mát. Rồi, đây là còn đây là các ngõ ra các bạn nhé. Đấy, tương đương khi mình bó này, 3 giây này, 3 giây 1, 3 giây 1, 3 giây 1 nó tương đương với một ngõ ra. Tương đương quạt 1, quạt 2, quạt 3, quạt 4, quạt 5, quạt 6, quạt 7. Đây là máy bơm. Đó, máy bơm thì mình chỉ có 2 dây thôi. Đó là máy bơm 1 pha. Còn toàn bộ đều là thiết bị 3 pha. Đó, ok. Khi nhận về thì các bạn cấp điện vào cho mình. Bắt đầu cấp điện. Đây, cấp điện. Cấp điện 3 pha các bạn nhé. Thì mình khi cấp điện 3 pha đủ điều kiện thì con này mới hít vào. Và bây giờ mình đang phải đấu tắt nó. Thì mình dùng chỉ có mạch điều khiển thôi. Đó. Sau đó thì các bạn bật nguồn lên, bật cái nguồn của cái còi báo động lên. Cái còi báo động này thì các bạn có thể kéo dài khoảng 2 km về vị trí nhà mình nhé. Đó. Các bạn thấy không, nó sẽ không kêu, nhưng mà khi mà bắt điện bắt pha nó sẽ kêu ngay lập tức. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cảm biến. Cảm biến thì mỗi con quạt đều có hai chế độ tự động, chế độ bằng tay và chế độ off. Đây mình sẽ đặt cho toàn bộ chế độ tự động. Khi các bạn chạy thì các bạn có thể dùng ít nhất đảo quạt đi thì dùng khoảng 3 con bằng tay, 2 đến 3 con bằng tay, còn đâu sẽ chạy tự động hết. Đó, dàn mát các bạn cho chạy tự động nhé. Đây là đèn báo lỗi. Bây giờ các bạn muốn cài đặt quạt thì các bạn đơn giản thôi, ấn set, giữ set. Rồi đây là quạt cảm biến quạt thứ nhất. Rồi mình đang đặt 28,5 độ. Và cảm biến thứ hai 27 độ thì các bạn có thể tăng giảm bằng mũi lên trên hoặc xuống dưới, lên trên hoặc xuống dưới. Đó, cứ lần lượt như vậy. Đó. Và như vậy là mình đã kết thúc, mình đặt không xong 4 quạt. Đây, cảm biến bên này sẽ chịu trách nhiệm của 4 quạt bên này. Đó. Còn cảm biến tương tự bên này sẽ đảm nhiệm là 3 quạt, tại vì cái này nó đang thừa một cái cầu đấu. Tức là cầu ra output. Đó. Đây mình có một pha thì đèn chỉ có một đèn sáng lên, còn hai đèn nó tắt. Đó, các bạn để ý lưu ý cho mình nhé. Khi các bạn cập nhật khi nhiệt độ tăng hay này, mình sẽ cầm hai cái cảm biến của nó. Đây là cảm biến là LTC của Hàn Quốc các bạn nhé. Còn khởi cho mình dùng khởi Schrader của Đức. Chờ chút. Mình nóng lên thì nó sẽ đó các bạn thấy nó hút rồi. Rồi bây giờ toàn bộ tất cả các quạt đều đang chạy, có quạt này thì nó chạy sau. Đó, các bạn thấy chưa, đây mình sẽ chuyển sang chế độ tự động hết. Rồi khi mà nhiệt độ mà nó giảm đi ở chút, nhiệt độ nó sẽ giảm. Đây các bạn thấy nó đang giảm không? Đó, nó giảm đi thì nó lập tức nó sẽ ngắt quạt của các bạn đi. Cái dòng này là nếu các bạn muốn làm IoT hoặc là làm về bên biến tần thì điện đòi hỏi yêu cầu điện nó khắt khe hơn, điện phải chuẩn. Tức là điện chuẩn là như nào, nó phải đạt từ 370V đến 410V thì các bạn mới dùng mới an tâm. Đó, hoặc là một pha thì các bạn phải từ 200V đến 230V thì dùng mới ok được. Đây. Đây toàn bẩm toàn bộ thiết bị của mình. Các bạn có thể theo dõi kênh của mình qua YouTube. Chỉ cần đánh số điện thoại 0972 977 810 sẽ ra kênh của mình, hoặc trên Facebook các bạn nhé, cũng số điện thoại đó sẽ ra được cái kênh của mình. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn các bạn nhé, đồng hồ sản phẩm bên mình. Mọi đóng góp và góp ý mình sẽ ghi nhận để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa. Cảm ơn mọi người.